Hello, trong video lần này thì mình hướng dẫn các bạn deploy JSON Server lên cái trang Code Sandbox này nhé. Ok, thì bình thường ấy, khi các bạn fetch API ấy, thì thường là các bạn sẽ sử dụng cái thư viện này. Tuy nhiên là các bạn sẽ làm việc ở trên máy tính. Thế bây giờ trong một số tình huống mà các bạn cần đẩy cái dự án của các bạn lên trên server thì cái phần API này nó sẽ bị lỗi và nó không hoạt động được, tại vì các bạn đang chạy trên máy tính mà. Cũng có một số những cái trang cho phép các bạn deploy lên. Tuy nhiên là khi các bạn deploy lên thì là nó sẽ không có hoạt động được ở phần port. Nó chỉ hoạt động ở get thôi chẳng hạn. Thì bây giờ các bạn muốn thao tác đầy đủ với CRUD thì rất là khó. Chính vì như thế thì cho nên là mình hướng dẫn các bạn deploy lên cái trang này. Ok, thì cũng cụ thể cái trang này nó được dùng để làm gì thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Rồi ok, thì ở đây thì ban đầu các bạn sẽ vào cho mình cái địa chỉ như này. Sau đó mình sẽ vào bấm vào sign in. Các bạn sẽ đăng nhập vào một tài khoản. Ở đây mình đã đăng nhập sẵn rồi. Các bạn có thể đăng nhập vào GitHub nhé. Rồi ok. Sau đó ở đây các bạn sẽ vào cho mình cái phần on sandbox. Sau đó các bạn sẽ bấm vào đây. Đó. Và ở đây thì các bạn sẽ gõ cho mình là JSON Server nhé. Nếu các bạn chưa có thì các bạn sẽ gõ cho mình như này. Đó thì nó sẽ có xuất hiện rồi nhé. Đó. Ok. Đây mình chọn như này. Rồi các bạn sẽ chờ một xíu. Rồi đây các bạn nhìn thấy nó sẽ tạo ra một cái đường link như này. Dạ. Đó. Và các bạn sẽ chờ chờ chút để nó sẽ khởi tạo chúng ta nhé. Ok, thì ở đây các bạn sẽ thấy này, nó sẽ có sẵn dữ liệu mẫu như này. Thì dữ liệu này các bạn hoàn toàn có thể xóa đi nhé. Đây mình xóa đi, mình để như này thôi. Dạ. Đó. Dữ liệu này các bạn hoàn toàn có thể xóa đi. Ok, thì cái nội dung này, ok thì ở đây các bạn sẽ có thể là mở nó ra ở tab mới. Đây các bạn mở tab mới như này. Đó, các bạn nhìn thấy như này. Ok, thì ở đây các bạn có thể xóa nó đi bằng cách là vào index. Bạn xóa hết cái này đi. Đó, các bạn có thể để một cái thẻ S1 ở đây. Được. Unicode. Rồi, S1 như này. Rồi, ok. Sau khi các bạn để như này thì các bạn có thể quay về đây các bạn reset. Các bạn thấy nó ra nội dung như này đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình tắt cái file index này đi. Bây giờ các bạn sẽ đến cái phần tiếp theo nhé. Các bạn xem chú ý cho mình nhỉ. Ở cái file index.js này nó có gọi file app à? Tuy nhiên là mình sẽ không sử dụng cái mặc định này nhé. Thì các bạn không cần phần này, các bạn có thể xóa nó đi. Được chưa? Rồi, các bạn xóa luôn cái này đi. Ok, thì đến đến bước này thì mình sẽ sử dụng JSON Server ở đây nhé. Các bạn vào cho mình cái trang của GitHub này. Rồi ok, thì cái này các bạn search dễ thôi, các bạn hoàn toàn có thể lên GitHub các bạn search đúng không ạ? Rồi các bạn có thể qua Google. Ok, các bạn kéo xuống bên dưới này nó sẽ có một cái phần module. Ok, chỗ chỗ này các bạn thấy nó có một cái phần này này. Đó. Thì các bạn có thể là các bạn cứ bấm vào đây ra, được chưa? Rồi các bạn kéo xuống dưới nhé. À, kéo xuống dưới này. Nó sẽ có một phần module đấy. Ok, các bạn chỉ cần copy cho mình toàn bộ cái nội dung này. Sau đó các bạn đưa nó vào đây. Tất nhiên là để các bạn có thể sửa và tùy chỉnh lại thì các bạn phải có kiến thức về Node.js nhé. Ok, thì ở đây các bạn sẽ sửa lại cho mình thành cái file data này. Được chưa? Ok, chỗ này mình để cả data trên di sản. Rồi, sau đó các bạn lưu nó lại. Đúng không? Đó, thì trong trường này các bạn có thể lưu nó lại. Ok, và bây giờ mình sẽ fetch một số những dữ liệu mẫu ở đây nhé. Thì các dữ liệu mẫu này nếu mà các bạn đã làm việc trên máy rồi, các bạn thì copy cái nội dung của cái file db.json này trên máy các bạn, rồi các bạn đưa nó vào đây. Ok, thì ở đây các bạn sẽ có một cái ví dụ, mình để cái này là user. User nhé. Đó. Rồi, chỗ này mình sẽ có một vài những user nào đó đúng không? ID, chỗ này mình để là một. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó là name. Name đúng không? Ok, thì name này mình để là Hoàng An đi. Được chưa? Rồi, các bạn sẽ tạo thêm cho mình thêm một cái resource nữa. Chỗ này mình để là customer. Đúng không? Đó. Rồi, ok. Thì ở đây các bạn cũng sẽ copy cái này. Mình đưa vào đây. Chỗ này mình thêm một email nhé. Đây mình thêm email rồi, chỗ này mình sẽ viết nội dung cụ thể vào. Ok, lúc này mình sẽ nhân bản nó lên rồi. Ok, thì ở đây các bạn sẽ để nó là Unicode dạ. Sau đó các bạn lưu nó lại đây nhá, chỗ này các bạn lưu nó lại. Tuy nhiên là bây giờ nó vẫn chưa hoạt động đâu nhá. Các bạn muốn hoạt động được thì các bạn sẽ mở cho mình, các bạn bấm dấu cộng này. Sau đó bấm cho mình lưu tab. Các bạn bấm cho mình vào phần start này. Được chưa?
Ok, đến bước này thì các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng này giúp mình. Đó, để nó sẽ start lại. Đúng không? Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ quay về bên này. Các bạn sẽ nhập cho mình user vào đây. Ok, các bạn thấy ở đây nó đang chưa hoạt động đúng không? Các bạn sẽ chờ một xíu nhé. Bởi vì cái phần port ở cái file index.js này mình đang để là 3000 đúng không? Và cái mặc định đây nó là 8080 thì các bạn sửa lại thôi. Được chưa? Sửa lại 8080. Ok. Bây giờ các bạn sẽ quay về đây các bạn refresh lại. Ok. Thì ở đây các bạn lại phải khởi động lại nhé. Nếu mà các bạn chỉnh sửa nhiều ấy thì các bạn sẽ nên mở cho mình vào file package.json. Chỗ này các bạn sẽ đổi lại cho mình. Rồi, chỗ nốt này các bạn để nó nốt 1 như này. Các bạn lưu lại nhé. Sau đó các bạn sẽ refresh. Các bạn restart đúng không? Đó các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ các bạn refresh lại ở đây. Đó các bạn nhìn thấy dữ liệu. Ở chỗ này các bạn sẽ thử để cho mình là tầm mở. Như này. Đúng không? Đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ tiến hành việc các bạn sẽ thử ghép dữ liệu xem sao nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một file HTML và file index, đúng không? Rồi, ok thì ở đây các bạn sẽ có một cái là ghép user. Được chưa? Rồi. Chỗ này mình sẽ sử dụng Original Away nhé. Đó. Chỗ này các bạn sẽ có thêm cho mình một cái. Đó, ví dụ ở đây user sẽ bảng, đúng không? Away file. Rồi, các bạn sẽ lấy cái đường link. Đây, các bạn sẽ lấy cho mình cái đường link này. Ở đây mình để user đi. Rồi, bây giờ các bạn đưa nó vào đây. Chỗ này mình để là user, đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ log cho mình user này nào. Rồi, chỗ này các bạn gọi cho mình get user. Đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ inspect. Rồi, các bạn sẽ bấm vào view. Sorry. Mình sẽ inspect lên đúng không? Đó. Rồi, đến đây các bạn thấy là nó ra một cái report như này. Có nghĩa là chỗ này thành công rồi nhé. Thì ở đây các bạn sẽ viết thêm cho mình một cái phần nữa. Đó là các bạn sẽ lấy dữ liệu, đúng không? Thì chỗ này các bạn để cho mình là ref này. Dạ. Rồi, chỗ này các bạn sẽ viết cho mình. Đó là user sẽ bằng await ref.json. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn check ở đây. Thì các bạn thấy nó có dữ liệu đây chưa? Đó thì đấy là phần get nhé. Phần get coi như xong. Bây giờ các bạn sẽ thử post ạ. Thì chỗ này các bạn sẽ tạo cho mình một cái là post user sẽ bằng async function. Rồi ok. Thì ở đây nhé, các bạn sẽ để cho mình một cái đó là ref bằng await đúng không? Fetch. Fetch. Rồi, ok, lúc này các bạn sẽ đưa cái này vào đây ạ. Rồi. Chỗ này các bạn để cho mình method đó là post nhé. Rồi, chỗ này các bạn sẽ để cho mình body. Chỗ này mình sẽ sử dụng đó là json chấm string define. Chỗ này mình đưa một cái object vào. Tôi xin chào các bạn. Được chưa? Rồi, tiếp theo nhé, các bạn sẽ có bổ sung cho mình thêm một cái header. Rồi, ok. Header này nó chính là cái content type, đúng không? Chỗ này mình để đó là content type application vision vision như này, được chưa? Rồi, ok, thì bây giờ các bạn log cho mình cái response này ra. Cái này các bạn chỉ log red thôi. Rồi, lúc này các bạn sẽ có thể post user. Các bạn gọi post user như này. Rồi, bây giờ các bạn sẽ quay lại trình duyệt nhé. Các bạn nhìn thấy một cái report đúng không? Bây giờ các bạn sẽ quay về cái link này, mình sẽ refresh. Ở đây ok, ở đây mình sẽ để là user nhé. Đó các bạn thấy ở đây nó có xin chào đấy. Được chưa? Đó, tại sao nó hai lần? Tại vì khi mình lưu lại cần một cái thì live server nó chạy một lần rồi, sau đó mình sẽ chạy thêm lần nữa, đúng không? Ví dụ ở ở đây nhá, mình sẽ có là Nguyễn và này. Bạn lưu lại. Ok, bây giờ các bạn refresh. Đó các bạn thấy chưa? Thì lập tức nó tự insert vào. Và các bạn thấy ở đây nó không có bao hề báo lỗi gì, nó vẫn trả về response rất là đầy đủ, đúng không? Đó thì các bạn hoàn toàn có thể thêm các cái file nữa bằng cách là các bạn sẽ tạo thêm vào đây, được chưa? Tất nhiên là để sửa được cái này các bạn cần phải có kiến thức về Node.js nhé, thì các bạn mới có thể xử lý được nó liên quan đến routing và các kiểu đó, đúng không? Ok, thì đấy các bạn thấy ở đây là mình deploy nó rất là dễ dàng như vậy. Rồi, ok, cảm ơn các bạn nhé, chúc các bạn thành công.